Mong mọi người, lại là mình, Mercute, bắt đầu vào duy tiền ảo. Mong mọi người cho mình một like và một lượt đăng ký kênh nha. Giờ thì vào duy tiền ảo thôi. Chưa gì nữa. Này em ra đây. Dạ. Dạ cô có việc gì không ạ? Em á là học sinh mà cô rất là ưu ái, nhưng mà thành tích của em nó cứ lên xuống bất thường, nó không có ổn định đó. Em có muốn ổn định không? Dạ muốn chứ cô. Ừ vậy được. Thấy em có lòng như vậy á cô cũng vui lắm. Cô có một cái lớp học thêm á gần đây, em tới học đi, chắc chắn là tiến bộ rất nhanh. Dạ cô, nhưng điều kiện kinh tế nhà em có hạn, chắc em không học được đâu cô. Không biết nhịp sai trong đầu. Em mới không thèm phí tiền vô cái lớp đó của cô. Rồi nhìn xuống vào bài tập nâng cao này em làm đi. Dạ cô, bài này em chưa làm bao giờ, nằm ngoài chương trình bình thường rồi cô. Nhưng đứng ra cho tôi. Đề này đúng là đề nâng cao mà cô. Cô ghi là đề thi Olympic nè cô. Lớp trưởng em làm đi. Dạ cô, đầu tiên là mình tính giá trị điểm A, xong mà mình đem đi xào bông cải chấm mắm nêm mà ra được đường tiếp tuyến đó cô. Làm tốt lắm đó, mọi người thấy chưa, học hành đàng hoàng khó khác chứ không có liên quan đề khó đề dễ gì đây hết á. Ê nè, sao mày nhỏ quá vậy? Tại đề nè lớp học thêm á tụi tao làm bấy bá rồi. Hả, vậy lớp còn nhận học sinh không mày? Đến giờ thi rồi, tất cả đem hết tài liệu để ra đây cho cô. Ôi thần linh nói, cái đề y chang như là đề cô cho em học thêm luôn. Các em đã có kết quả thi rồi, 9 điểm trở lên nó có 10 em. Đề khó vậy mà 9 điểm mà là giỏi rồi đó. Tao nè, tao nè, tao 9 điểm rưỡi. Tao cũng 9 điểm mất cắt không mày nha nè. Thầy Tèo, thầy lấy được đề thi của sở chưa? Chú ý cho tôi ha, đánh giá không có ghi tên nhưng mà không đàng hoàng, hay là một con sâu làm rầu nguyên một cái nồi
Thôi cô đừng nóng mặt cô. Đứa nhà thì đứng lên đi, đừng làm ảnh hưởng đến lớp. Cô ơi, em làm đó cô. Cô là trời nhỉ. Bình thường thấy em ngoan hiền lắm mà ai không ngờ em ác như vậy đâu. Thật là trầm cảm. Cô vốn sao đâu phải không tốt. Em thấy cũng ok mà. Không phải không tốt tức là không tốt. Cũng ok tức là không ok. Thấy có mà ngờ cuộc đời dạy của tôi là có một học sinh tàn nhẫn như em gì đâu. Cô giận chứ giận, sao giận cô mau? Thôi được rồi, tôi nhìn em còn giận nhã rồi. Em đỡ giận, cô đó mà. Cô bất giận đi con, coi chừng có lộn tiền định cô ơi. Cô đừng quan tâm đỡ ôn nè cô. Cả lớp, kết quả thi học kỳ đã có rồi. Hạng nhất trường đó là nghỉ lớp mình nha.